Ây dô, xin bạn trở lại với channel của cáo nha anh em ạ. Thì là ngày hôm nay mình sẽ tổ chức cho anh em một cái trò chơi như là phi tiêu ông bay và nhận tiền thưởng anh em nhá. Và cái số tiền đó chính là 50 triệu đồng này. Anh em thì còn, đây là mình chuẩn bị 7 cái phi tiêu. Anh em thì còn phi trúng 5 cái thôi là anh em sẽ nhận được 500 nghìn. Còn dưới 5 cái thì anh em sẽ không nhận được anh em nhá. Tất cả anh em sẵn sàng không? Kiếm được tiền được rồi, hôm nay là mình tổ chức ra một cuộc chơi rất là lớn luôn. Đầu tư hẳn 50 triệu đây anh em ạ. Để cho tất cả anh em cùng chơi và nhận được tiền thưởng. Bây giờ thử anh em nhé, mình cũng chưa chơi cái trò phi tiêu này mà kiếm tiền mà trực tiếp như này bây giờ. Trước là mình có chơi gọi là phi tiêu nhận quà thôi, nhưng mà đợt đấy mất mặn phết anh em ạ. Nhưng mà đợt này anh em thua là không mất gì, anh em chỉ bị phạt thôi. Còn nếu mà hình phạt gì thì tí nữa mình sẽ đề xuất ra anh em nhé. Anh em là mà nhận tiền ít nhất ấy thì anh em sẽ bị phạt. Và đó thì sẽ có hai người bị phạt, trong số này có sẽ có hai người bị phạt anh em ạ. Thể lại cuộc chơi là như thế. Bây giờ tất cả anh em cùng chơi phi tiêu ông bay anh em ạ. Chó chết anh em phải đẳng cấp luôn. Tạo cho anh em chim. Tất cả anh em đứng ở dưới cái vạch ấy nhá. Chỗ này thì khoảng tầm 3 mét anh em ạ. Đó, thì cái dàn ông bay nó nằm ở đây. Thì là chỗ này thì rất nhiều ông bay, mình cũng chưa đếm được. Thì ở chỗ này có một đống ông bay ở trên này. Anh em phi trúng 5 quả anh em sẽ nhận tiền thưởng. Còn chỗ dưới này thì còn rất nhiều ông bay nữa. Anh em cứ phi hết đi thì sẽ có. Thấy chưa? Nhưng mà thua thì sẽ bị phạt. Tất cả trong tay độ cầm là 7 cái. Độ là người phi đầu tiên. Nếu mà phi thua thì độ sẽ bị phạt. Đi ra lấy tiền trước các bạn đi. Mỗi một lượt phi được đúng 5 cái là anh em sẽ nhận được 500 nghìn từ cái cọc tiền 50 triệu này của mình. Anh em nhá. Một nít đấy. Nít tiền sướng nhá. Dễ ạt đấy hả? Hả? Rồi chuẩn bị phi nhá. Anh em sẵn sàng nhận tiền thưởng nhá. Sẵn sàng. Được rồi, bây giờ là chơi anh em nhá. 50 triệu đấy anh em ạ. Ai mà nhận được thì sẽ nhận số tiền thôi anh em ạ. Chơi nhá. Chơi luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ đứng đợi anh em ạ. Hậu đi ra vào mát. Đứng ném mẹ mặt thôi. Ném đi. Hả? Nhìn đó. 50 triệu này. Hơi run đấy. Một cái trượt rồi. Ăn 50 triệu cáo chứ. Một. Ui, trúng mà không lỗ. Không, không tính. Nó phải lỗ mới tính chứ. Thiệt lỗ mới tính. Tính lỗ. 4 cái còn lại phải cho hết. 4 cái này phải trúng hết rồi. Ui, quá mẹ rồi, bị phạt rồi. Ui, ui. Quá lắm. Trượt hết. Ôi. Được mới quá, còn quá lớp, còn cái lớp này. Quả này là phi trúng 4 quả luôn này. Cắm cặm lên này. Đi đây. Cắm cặm lên này. Đó, anh em ơi. Ở giữa là trúng mấy quả nhỉ? Một quả, trúng một quả. Ok anh em nhớ mình nhá, là độ trúng một quả. Thế thì bạn. Đã xác định được là độ đang là người trượt anh em nhá. Rồi 50 triệu hậu cáo là hơi bị khó, không phải dễ đâu anh em ơi. Số tiền này vẫn tiếp tục anh em ạ, chưa bị mất ông nào luôn. Hai ba bắt đầu. Xịt. Ui trời ơi. Xịt. Ui một hả? Vẫn còn được tiền. Còn nhiều mà. Xịt. Nhẹ quá. Ui hai quả. Cắm cặp luôn. Hai quả cắm cặp luôn. Cắm luôn. Ba. Bốn. Chết bắn. Mất tiền rồi. Năm quả. Ừ, năm quả luôn. Năm quả ba tiền. 500. Ui. Chúc mừng mình, 500. Yeah. Chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi, ok. Độ lém cùi vãi, nhìn bạn lém mày được 500 này. Tôi đang đi uống cà phê, nhấc độ đi. Độ đéo được. Rồi, tí nữa mình sẽ lân lên vài lượt đó, được chưa? Được. Đi. Anh em phải kiếm hết cái cọc này của mình. Mỗi quả chúc 100. Mỗi quả 100 nhưng mà chúng 5 quả mới nhận 500. Thôi, lượt mất gì. Thôi, anh tạo cho anh. Đây là bố độ anh ạ. Anh tạo chơi đi. Vào làm ván. Ôi, chơi ván đi ta. Chơi ván vào làm ván. Thôi. Anh tạo. Ui ôi, tành thế. Căng đét. Xạ thú à. Cái xạ thú. Ôi trời. Cái này nó to. Này. Xoáy. 4 rồi. Nhân đôi luôn. Làm quá. Chết mẹ. Ôi trời. Đi mày. Chết tiền. Thế là phi bao nhiêu quả nhỉ? Phi mấy quả? Đúng 5 quả luôn. Đúng 5 quả. Quý giời ơi. 5. Đúng nước rồi. Lên đi. Đây anh ơi. Đây là vừa tao có một anh ấy, ông ấy phi trúng anh em nhá. Thì là đây là cắm hai cái lên đây luôn anh ạ. Sợ chưa này. Đầu kết L1 thì là độ không trúng. Còn anh Tuấn Anh trúng một quả. Bình trúng một quả. Mỗi người được 500 anh em nhá. Mỗi độ ở chỗ thì là thôi. Sau vòng 1 là mình mới bị mất có 500, à 1 triệu thôi. Bây giờ còn 49 triệu nữa anh em ạ. Rồi, tiếp tục chơi tiếp anh em nhá. Có phạt luôn không?
Đi nữa, tí kết thúc cái trò chơi này mình sẽ phạt sau anh em ạ. Bây giờ đi rồi đi đi. Ê anh nhá. Phát này tao phải kiếm hết tiền của mày thôi. Anh em cứ chơi, rồi tí nữa mình sẽ cho anh em xem khả năng phi tiêu của mình như nào. Anh em chơi vui không? Vui. Độ đéo được đâu nào. Đến cả ông già độ vào đây cũng không được đâu nào. Bây giờ là bố độ anh em ạ. Vào đây chơi vui nào. Cái bố con này ngu. Ai bố con. Rồi, đi đây. Hả? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Rồi, bây giờ chơi nhá. Cuối cùng đây lượt mình với anh em ạ. Ok. 3 2 1 chơi đi. Chơi được khó hết đi. Ui giời, chơi được rồi. Ui giời, chơi được rồi. Mặt tét. 1 nha. Chơi được phải này, chúng hết rồi. Chơi chết rồi, toàn rồi. Ui, ít không phải được 2 quả. Ui giời, hơn độ rồi, 3 quả anh em ơi. Căng điếc luôn. Nhưng mà vẫn thua, nhưng mà vẫn thua. Vẫn thua. Anh em ơi, sau vòng đầu tiên thì đã tìm ra Tuấn Anh và Bình là người chiến thắng anh em nhá. Mỗi người nhận được 500.000, còn Độ Bít là bị loại và bị thua. Bây giờ tôi tiếp tục đến vòng 2. Tăng mức thưởng lên 1 triệu. Cho anh em phi 5 quả. Ok anh em. Mọc hết cái số tiền này cho mình thì thôi. Chơi không? Chơi luôn. Chó chơi anh em ơi. Đố phi trúng được 5 quả. Anh em ơi, bây giờ tới lượt mình anh em nhá. Đã thử xem như nào. Đâu rồi, bây giờ mình sẽ thử phi tiêu cho anh em xem cái khả năng tự thừa mình như nào anh em nhá. Cố lên nhá, cố lên nhá. Có đây không ơi? 1 2 Ủa ôi. Thôi Bình ơi. 3 3 vẫn 3. Chết mẹ rồi. Đau nữa. Còn 3 phi. Ui dồi chết rồi, còn 2 con này cũng trúng nữa thì đúng toang. Ui dồi 2 quả luôn. Còn cuối. Thế là ăn mấy quả rồi? 5 quả. 4 quả rồi. 3 quả. Không, ăn 4 quả. 3 quả. 5 quả hay mấy quả? 3 ăn 4, ăn 4 quả. 3 mới 5 4 5 4 đi. 4 2 4 tiến vào. Ăn 4 quả. À phát này mới là trúng này. Phát này à phát này trúng là 5, phát này trúng là 5. Phát này trúng sao được? Đấy. Thôi cho ăn luôn. Cho xin một phát. Ồ, xin một phát thôi chứ. Xin một phát thôi. Đợi cho xin phát nữa. Cần rất là ra. Về. Thôi qua đây bạn lấy 200 nghìn thôi. Khổ thật. Này bạn lấy 200 nghìn. Này cho gần lắm anh nhé. Mấy con bèo rồi. Thế này, đi thổi thêm. Được rồi, thế thôi. Không quá nữa. Quay vào đây 200. Thế độ lặng lý mãi, mình cho thêm quả nữa anh em nhé. Bây giờ tiếp tục chơi. Dạ, thế rồi. Này, cho thêm một bước thôi. Đây, một đây, đây không. Không, đây, cần, đây, cần khóa. Đây, chỗ này. Đã cho lên cao lắm rồi, nhưng xem độ có chơi được. Đây. Cái quả nhỏ nhất rồi anh. Ui, một. Này. Đúng rồi! Yeah! Cố lên! 200 đôi! Hai đôi! Access! Giờ mới bắt đầu chơi! Ai! Lắp tiếng kia xịt này! Căng thẳng quá! Lấy cái chân này! Quá rồi! Lấy cái chân này! Quá không ai này! Không ai đâu! Lấy ra! Ôi! Mấy vậy ba? Ba. Còn hai nữa phải bắt được chúng không mà chúng mà thua. Hai nữa mà chúng ấy. Chết mẹ. Ôi lỗi rồi. Hai còn một. Không tính. Sao không tính đấy? Ngồi đâu? Bên tôi này. Anh em ơi. Bây giờ độ chúng anh em nhá, bây giờ phát điểm độ á. Thế là độ này còn gấp hơn mà này. 1 triệu dành cho độ. Sao bảo độ lấy 200.000 thôi? Cậu nói thế thôi. Còn về vấn đề hình phạt anh em ạ, thì là mình sẽ phạt sau anh em nhá. Mình sẽ để dành, mình sẽ để những cái video tiếp theo để mình phạt anh em ạ. Video này tạm thời nó dài nên là mình sẽ để ở đây thôi. Còn nhát nữa hoặc là mai, ngày kia là mình sẽ phạt tất cả anh em. Ai mà thua đấy. Ok anh em. Mình tiết lộ cho anh em biết nhá, đây là cái chỉ giường nhà mình ấy, cái chỉ giường của mình ấy. Còn những quả bóng bay là mình mua, thì mua một túi bóng bay rất là rẻ. Thì những cái dọc để dính bóng bay lại ấy, là mình dùng băng dính hai mặt. Đấy, thì nó sẽ có một cái bàn chơi như ở hội chợ luôn. Mà chơi rất là vui, thứ nhất là anh em lại vừa đến để giải trí ở ngay gần nhà mình. Mục đích hôm nay mình tổ chức ra cái trò chơi này là muốn tạo ra thu nhập cho tất cả anh em cùng chơi. Và thứ hai là muốn có một ngày vui chơi cùng tất cả anh em. Đó, thì nhưng mà anh em cũng nhận tiền hết, mỗi đít là chơi nhận thôi. Rồi, nhưng mà số tiền thì vẫn còn anh em ạ. Mỗi người nhận ít tiền quá. Thì cái số tiền này thì mình sẽ tiếp tục để dành trong các cuộc chơi tiếp theo anh em nhá. Đó, vẫn còn rất nhiều luôn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào tất cả anh em, bye bye. Chào anh em nha.